xin chào các bạn. Khi xưa, thành Quảng Châu đói khổ, mất mùa, hạn hán triền miên. Các cụ già mới lập đàn cúng tế để cầu xin trời đất cứu giúp. Tình cờ đã có 5 vị tiên cô cưỡi 5 chú dê bay qua thấy tình cảnh dân lành khổ sở như vậy, cho nên đã ghé xuống để cho dân giống lúa gạo tốt, còn bày cách để cấy trồng. Khi bay về trời, 5 vị tiên nữ này còn để lại 5 chú dê và bày cách chăn nuôi. Nhờ thế đất Quảng Châu phát triển và trở nên giàu có như hiện nay, luôn là trung tâm kinh tế khu vực phía Nam Trung Hoa. Vì vậy, 5 con dê là biểu tượng ấm no hạnh phúc của thành phố này, và Quảng Châu còn được gọi là Ngũ Dương Thành. Đây cũng là lời giải thích cho biệt hiệu Dương Thành Thiếu Soái của danh thủ Lữ Khâm. Ngũ Dương Bôi cũng ra đời là giải đấu danh giá và khó khăn nhất trên thế giới, được tổ chức và tài trợ bởi ông trùm kinh doanh ngành cờ bạc của Hồng Kông. Giải đấu đầu tiên được tổ chức vào tháng 1 năm 1981. Tất cả giải đấu đương nhiên đều tổ chức tại thành Quảng Châu. Ở lần đầu tiên, chỉ có những danh thủ đoạt chức vô địch cá nhân Trung Quốc mới được phép tham dự. Do vậy, khi mới thành lập vào năm 81, chỉ có đúng 4 người đủ điều kiện để tham dự cuộc thi mà thôi. Đó là Đông Phương Điển Não Liễu Đại Hoa, Phượng Hoàng Bất Tử Hồ Vinh Hoa, Ma Kỳ Dương Cô Lân và Tiểu Thần Đồng Lý Nghĩa Đình. Tuy nhiên, vì một số lý do, Lý Nghĩa Đình đã nghỉ hưu, cho nên cuộc chơi chỉ còn lại dành cho 3 vị cao thủ. Cho mãi đến tận sau này, để giải có thêm nhiều danh thủ tham dự, quy định tiêu chuẩn đã được nới lỏng hơn và chính thức có hiệu lực vào năm 2002. Đó là cho một vài kỳ thủ ở top kế cận, mặc dù chưa bao giờ đạt được chức vô địch cá nhân Trung Quốc. Ở thời điểm này, Ngũ Dương Bôi vẫn được xem như là một giải đấu khó khăn nhất ở kỳ đàn Trung Quốc và toàn thế giới nói chung. Giải đấu đã rất thành công và sẽ trở thành một niềm vinh dự lớn cho những ai được mời tham dự giải đấu này. Thật không may, nhà tài trợ chính đã qua đời vào năm 2006, cho nên giải đấu đã kéo dài chỉ tới tận lần thứ 29 và sau này bị hoãn vô thời hạn. Một điều đáng quý nhất là cho đến hiện tại, rất nhiều những vận đấu đôi công nghệ thờ của các vị tiền bối xưa kia đã trở thành báu vật vô giá trong kho tàng danh cục bất hủ, như là một sự minh chứng hùng hồn cho nghệ thuật dụng binh đỉnh cao, là những viên gạch chắc và sáng để có thể phát triển cờ như hiện nay. Hôm nay, cờ tờ Nam Mê xin được trích xuất một vận đấu thực sự gây cảm giác choáng ngợp bởi tốc độ đôi công đỉnh điểm giữa hai nhân vật đỉnh đám của Ngũ Dương thời trước, Kỳ Tiên Hồ Vinh Hoa và Kỳ Thánh Lý Lai Quần. Ở trong trận chiến này, Lý được cầm đò tiên thủ đã đóng trung pháo để dốc công. Còn Hồ Vinh Hoa với vai trò hậu suất đã sử dụng một bố cục con đẻ của mình để dàn trận, chính là mã phản cung, mã 2/3. Thành tích và lối chơi của nhị vị có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều thêm. Lý Lai Quần vẫn phát triển quân như lệ thường, khởi chính mã đầu tiên, Hồ Vinh Hoa sĩ giáp vào thì lập tức bình xe. Hồ tiếp tục khởi chính mã thứ hai thì Lý đã chủ động lựa chọn bố cục từ trước là binh 3/1. Đương nhiên rằng Hồ cũng phải đấm binh tương ứng. Lý Lai Quần phát triển mã ở cánh biên. Ở Lý Lai Quần, người ta thường dễ dàng nhận ra hai đặc điểm lớn nhất trong phong cách chơi của ông. Thứ nhất là hay dùng thế ngược tay, tức là trong hình cờ này nếu như pháo 2 bình 5 thì ông lại yêu thích sử dụng là pháo 8 sẽ bình 5, để từ đó có thể gây ra những sự xáo trộn nhất định trong suy nghĩ của những kỳ thủ còn học vẹt. Còn tất nhiên, ở bàn đấu này, Lý là người hiểu rõ kẻ đối trận là thiên hạ đệ nhất nhân Phượng Hoàng Bất Tử Hồ Vinh Hoa. Chiêu thức vừa rồi chẳng mấy hữu dụng. Còn một đặc điểm thứ hai, Lý Lai Quần ưa thích một trận hình đơn mã khó giữ nổi trung binh. Ý chỉ ở đây, nếu như ông là người tiên thủ, thường sẽ sử dụng ngũ thất hoặc là ngũ lục pháo. Còn trong một trận thức phòng thủ, thường sẽ là đơn để mã. Trận chiến tiếp tục, Hồ Vinh Hoa bổ tượng trái, Lý Lai Quần bình pháo để vừa phục lộ đầu chủ lực. Rõ ràng nếu như để cho biến đánh của bên đỏ này diễn ra sẽ vô cùng thuận lợi, tại vì áp lực sẽ dồn đều lên cả hai cánh của kẻ cầm đen. Dĩ nhiên, quân mã lộ 7 cũng như là xe lộ 9 này đã trở thành một điểm yếu cần phải giải quyết ngay trước mắt. Bởi vậy, Hồ Vinh Hoa buộc phải xuất động những quân chủ lực ở phía cánh phải này để có thể tạo ra một lực đối công hồng bù đắp. Đầu tiên là bình xe để tạo căn pháo ngay. Sau khi Lý theo xe thì chỉ cần đơn giản tấn ngược pháo để phong tỏa. Và đây là một khuôn thức vô cùng mẫu mực, còn thịnh hành cho đến tận ngày nay. Bên đỏ vẫn thường thường sử dụng một trong hai chiêu thức để dàn trận, vẫn nắm trọn vẹn tiên cơ, hoặc là binh 5/1,
hoặc là biến đi thứ hai được họ Lý sử dụng chính là Thí Thẳng Binh. Sau khi chốt của Hồ Vĩnh Hoa tràn qua sông thì hung hãn phế tiếp quân binh thứ hai, hoàn toàn không hề làm mất đi nhuệ khí của bản thân. Tại vì bên đen buộc lòng sẽ phải dùng chốt để tiêu trừ, thì chỉ cần đơn giản thăng xe tuần hà và chốt từ ngược lại. Sau khi Hồ Vĩnh Hoa tiếp tục dàn quân như đã dự liệu, pháo 2 bình 3 để kích đấu, Lý Lê Quần đã đổi ngang, quyết định phế tiếp một tàn tượng. Tất nhiên Hồ Vĩnh Hoa sẽ phải dùng pháo chém thẳng tượng, tranh thủ nhịp chiếu trước, sĩ dương, lúc này còn tạo căn vững chãi cho quân chốt ở lộ 3, rồi mới từ tốn dùng mã thoái lui để đoạt trắng chủ lực. Và tất nhiên, đây là một trận hình vẫn hoàn toàn cơ bản của hệ thống khai quân chính quy. Không hề vì thế mà ưu thế tiên thủ của Lý Lai Quần bị mất đi. Rõ ràng là vẫn còn tồn tại những cái giá phải trả nhất định. Lý Lai Quần nhanh nhẹn dùng pháo vượt sông chém thẳng binh, sĩ phải dương, rồi nhẹ nhàng uyển chuyển, pháo 5 hồi 1. Đây là một sự dịch chuyển vô cùng cần thiết. Những quân chủ lực phải bất lập hiểm địa, từ từ mới tìm cơ hội để chiếm đánh sau. Rõ ràng, chẳng thể nào vin cớ vào việc bên đỏ đã phế mất đi một tượng. Và thứ hai, đen lúc này đã có một cơ hội tràn quân binh đầu tiên qua sông. Cũng như nhẹ nhàng trong hình cờ này, binh bảy chỉ cần tấn một, sau khi đã bình xe ra để kích đấu nốt chủ lực còn lại. Chuyện gì sẽ thực sự tiếp diễn? Bên đỏ chắc chắn là đổi ngang, mã buộc phải hồi thương, rồi chỉ cần đơn giản là quang tượng để chốc tử lấy chiến pháo lộ 3. Hình cờ sẽ trở nên vô cùng bi thảm. Tại vì nếu như dùng binh 3 tấn 1, mã sẽ đoạt trắng và tiện đường để phát triển quân. Còn nếu như dịch pháo thì danh tượng này cũng sẽ mất, quốc gia lập tức cũng phải hưng vong. Cho nên ngay tại đây, nước đi thực sự chính xác của đen được Hồ Vĩnh Hoa tung ra là mã 2 tấn 3. Vừa che chắn bớt, vừa đang còn phát huy tác dụng tối đa của quân binh đã vượt sông này. Và lúc này chính thức là đỉnh điểm của cuộc chiến, thay vì một biến đi như lệ thường. Chính là phải dùng C2 bình 4 chốc thẳng vào pháo. Lúc này Lý Lai Quần đã quyết định cải tiến toàn bộ giai đoạn khai quân bằng cách là rời hình một nước. Mục đích trước mắt chỉ cần đơn giản dùng xe khử thẳng quân binh lộ 3. Đương nhiên rằng một viễn cảnh cực kỳ tối tăm mờ mịt trước mắt của Hồ Vĩnh Hoa sẽ được tô vẽ đầy đủ. Đó chính là quân pháo lộ 3 này rơi vào một vị trí xấu chưa từng thấy và để cho bên đỏ tích cực lợi dụng để phát triển binh. Bắt buộc là phải nhét vào góc. Thì sau khi đoạt chốt, mã chỉ cần hồi lui chốc thẳng pháo, pháo lại dịch chuyển một lần nữa, rồi chỉ cần nhẹ nhàng là bình qua vị này vừa chốc thẳng vào mã đe luôn cả tàn tượng. Rõ ràng, đen sẽ lâm nguy, thậm chí rằng hình trận sẽ hoàn toàn tan nát mà còn chưa hề có cơ hội để xuất động nốt chủ lực đang còn chễm chệ ở một vai trò mạnh nhất vào lúc này, chính là đơn xe khốn khổ. Bởi vậy, ngay tại đây, Hồ Vĩnh Hoa đã quyết định là thối hai nước chốc thẳng vào mã. Lý Lê Quần bèn thối pháo 1. Rồi lúc này giải quyết của Hồ chính là binh 3 tấn 1, bắt buộc ngựa của Lý Lê Quần phải thăng lên phía trước, ngăn cản sức xe có thể hoạt động tác oai tác quái vào phía cánh phải của mình đã tương đối yếu ớt. Xem ra đây cũng là một sách lược khá thích hợp, tại vì mặc dù chiến mã có thể thăng lên, nhưng đường ra phía trước vẫn bị hạn chế ngay. Trong hình cờ này, Hồ tiếp tục tấn pháo 1. Lý Lê Quần lập tức tung ra một đòn ngoài dự liệu, chính là nhảy mã ở cánh biên. Chẳng mấy chốc mà cuồng phong đã nổi lên. Rõ ràng đây là một cách thức sáng sủa để đưa chiến mã vào nhập cuộc, bằng cách chỉ còn hăm dọa đúng một đòn nữa là có thể ngọa tàu. Phi vào góc này, binh lộ 1 chẳng hề còn mấy tác dụng. Nếu như dùng tuấn lên để truy cản mã, thì mã sẽ quăng vào vị trí còn lại, vẫn đe dọa ra nước chiếu. Bên đen lúc này lựa chọn trước là xuất tướng đang còn dùng tượng chốc lấy quân, thì vẫn còn đó một cách thức chỉ cần nhảy hai nhịp nữa là có thể đưa quân vào trở công. Mã 7 tấn 8 lúc này đang còn phục là bình xe qua để chốc đôi. Bởi vậy, một lần nữa đen chẳng thể nào nghĩ đến cơ hội để xuất động một chủ lực duy nhất này, buộc lòng phải chật vật đối phó ngay. Mặc dù đơn giản nhưng không dễ dàng để đối phó vẹn toàn. Nếu như thối pháo thì đỏ chỉ cần nhẹ nhàng đoạt ngang, bắt buộc tượng phải treo lên đầu, rồi tiếp tục rời mình bằng cách là tuấn pháo 1. Đây là một nước đánh cực kỳ hiểm ác, cho dù đen thấy trước cũng phải vong mạng hoặc là hình cờ sẽ trở nên tan nát đến đáng thương. Tại vì cho dù đen vẫn còn tới 3 cách đối phó nhưng chẳng thể nào nghiên cứu thêm. Hoặc là rời tượng, hoặc lúc này bình pháo vào giữa, hoặc lúc này phi mã lên. Phương án thứ nhất
mã 7 tấn 6 lập tức bên đỏ sẽ tấn xe chốc thẳng vào pháo ngay. Pháo buộc phải hồi một, rồi bình xe chốc tiếp mã. Mã phải quăng đi thì chỉ cần đơn giản là bình pháo qua vị này. Tướng chẳng thể nào bình vào giữa trung lộ. Thời khắc thiệt quân và đen tối nhất của đen đã được báo trước. Còn phương án thứ hai, nếu như rời tượng, đỏ vẫn là bình xe chốc thẳng vào pháo. Pháo cho dù có hồi đi đâu thì vẫn là theo pháo qua vị này. Đen vẫn vong mạng. Còn một phương án thứ ba, pháo 6 bình 5 thì đỏ sẽ bình xe để chiếu ngay. Tướng buộc phải bình vào giữa trung lộ, rồi đơn giản là tấn xe để chốc tử đôi. Ba phương án vừa rồi đã cho chúng ta một câu trả lời trọn vẹn. Chẳng thế nào dùng pháo 3 thối 3. Trong hình cơ này, một đối phó thứ hai chính là dùng pháo 6 thối 1 để tạo căn cho chiến mã, ngăn cản lại đòn, xe sẽ bình qua để chốc tử đôi. Tiếp theo chỉ cần đơn giản pháo 3 bình 2, thì bên đỏ vẫn là theo pháo để chốc thẳng vào quân mã lộ 3 này. Bắt buộc rằng nó phải quăng lên lộ trước, rồi tiếp theo mã 8 lại hồi 6. Vừa đang phục là bình xe qua để chốc thẳng vào chiến mã lộ 4 này. Xem ra chẳng còn mấy lựa chọn. Cho nên một ẩn ý cực kỳ thâm sâu của Lý Lai Quân là chẳng thể nào để cho bên đen, tức là Hồ Vinh Hoa, có cơ hội đấm binh biên để ngăn cản lại sức công của chiến mã lộ 9 này. Những đường cờ vô cùng thần kỳ. Và đương nhiên tới đây thì bên đen cũng chẳng thể nào đơn giản là nhấp thạch sông điêu. Ý chỉ là vừa thổi pháo, vừa lúc này còn tạo ra một lực kiềm chế đối với quân mã lộ biên, tức là rời pháo lui. Chắc chắn là bên đỏ sẽ gây ra một cuộc nhiễu loạn, vẫn là hậu quả mất quân chủ lực, chính là bình xe qua chốc thẳng vào pháo. Đương nhiên rằng mã 7 tấn 5 sẽ bị một đòn vô cùng ác hiểm, chính là tuần pháo mời đổi ngang. Và tất nhiên sau khi đổi ngang quân thì đen tiếp tục thiệt chẳng một quân chủ lực nữa. Còn đương nhiên rằng với lựa chọn còn lại, mã 3 tấn 5 thì bên đỏ vẫn là nhảy mã ngọa tào. Áp lực tấn công không hề ngơi nghỉ, trong khi đó chỉ chừng này quân lực đen khó mà phòng thủ vẹn toàn. Bởi vậy trong thực chiến, một lựa chọn có thể giải quyết tất cả những bài toán ở trên chính là phải dùng mã 7 tấn 5 được Hồ Vinh Hoa lập tức tung ra. Thứ nhất là vừa liên kết chiến mã, trong hình cơ này nếu như bình xe qua chỉ cần di động pháo mà thôi. Và tiếp nữa là hai đường tiến cử duy nhất của chiến mã biên này đã bị chặn cứng bởi pháo vào mã vô cùng tích cực. Nhưng trong thực chiến, sau khi Lý Lai Quần bình xe để chốc thẳng vào pháo, Hồ Vinh Hoa quyết định là mời đổi lấy một chiến mã đang còn rất mạnh của đối phương, binh 1 tấn 1. Lý Lai Quần chấp nhận đổi ngang. Sau khi binh tràn lên, có vẻ như là áp lực tấn công đã bị vơi giảm đi phần nào. Hồ Vinh Hoa chỉ cần nhẹ nhàng xuất động chủ lực ở phía cánh trái này mà thôi. Nhưng Lý Lai Quân tiếp tục dồn pháo để gia tăng sức ép, buộc lòng mã phải quăng lên, rồi tiếp tục khởi mã bàn hà, đe bắt vào mã giữa trung lộ. Sau khi Hồ Vinh Hoa nhảy tiếp mã để liên kết đang còn đánh luôn cả chủ lực, thì xe chỉ cần thượng hai. Đây là một màn chốc tử đôi, bắt buộc Hồ Vinh Hoa phải quy mã đang còn dùng pháo chốc ngược lại quân, vô cùng dẻo dai. Lý Lai Quân phát triển mã đi xuyên trung lộ, Hồ Vinh Hoa không chút mảy may, bền bình xe. Cuối cùng thì Hồ Vinh Hoa cũng có cơ hội để xuất động chủ lực, gần như bị bó cứng từ đầu. Không hề tồn tại bất kỳ một điểm hở nào, Lý Lai Quân đã lợi dụng đánh từng kẽ vô cùng chính xác. Nhưng sự dịch chuyển vừa rồi lại là một cách thức tùy tiện, đem lại một hậu quả vô cùng tai hại. Lý Lai Quân đã thản nhiên dùng mã đạp thẳng vào giữa trung tượng, chỉ còn đúng một lựa chọn mà thôi để giải sát. Thứ nhất, pháo đang nhòm thẳng, và thứ hai, mã quăng, lúc này phải tiêu trừ quân mã ngay. Thì Kỳ Thánh chỉ cần nhẹ nhàng dịch pháo sát biên. Ngay lập tức Hồ Vinh Hoa buộc phải xuống ngựa cởi giáp để quy hàng. Tại vì lúc này cho dù Hồ Vinh Hoa có đối phó bằng trăm phương ngàn kế đi nữa, thì chủ lực trên đường 6 cũng không thể nào tránh khỏi một kết cục tang thương. Để giải sát chỉ còn đúng một lựa chọn là phải dương sĩ. Lập tức bên đỏ sẽ lao pháo để chiếu ngay, bắt buộc sĩ phải dương. Rồi lúc này đầu tiên là tốn xe để chiếu trước. Sĩ thối lúc này tiếp tục giật xe. Nếu như tượng hồi, pháo lộ sau sẽ chém và chỉ cần đoạt trắng chủ lực này. Bởi vậy sĩ phải dương lên thì vẫn là một cơn thảm sát đỏ chém thẳng quân mã đầu tiên ở giữa trung lộ. Và đây là lựa chọn một trong hai, mà thực ra thiên tai là cả nhị. Hai lựa chọn đều mang lại những kết quả không hề khác nhau. Thứ nhất là bên đỏ cắm pháo trung để tuyệt sát, thứ hai nữa là đang dùng pháo để đánh bắt chủ lực. Bởi vậy, Hồ Vinh Hoa đã nhận ra hoàn toàn những âm mưu thực sự hiểm ác này.
Buông quân từ trước cũng là một lựa chọn hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi. Trong trận chiến này, những bất ngờ lớn nhất đã được diễn ra. Với một thế trận được xem như là sở trường và con đẻ của chính bản thân mình, nhưng Kỷ Tiên Hồ Vinh Hoa hoàn toàn không hề có cơ hội để làm chủ được trận chiến. Thậm chí rằng, ngay khi nước đầu tiên vừa xuất động được chủ lực, Lý Lai Quần tận dụng triệt để và gây ra một cuộc phong ba bão táp. Một sát cuộc có thể nói là mãn nhãn người xem bằng cách dùng mã phế thẳng vào quân Tượng. Phần bình luận của Cửa Tướng Năm Mê hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi trọn vẹn của các bạn. Một lần nữa, đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để đón chờ những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.